Làm nghề sát sinh. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng lấy nhau đã nhiều năm mà chưa có con. Hằng ngày người chồng vào rừng săn thú, còn vợ ở nhà chăm lo nhà cửa, ruộng vườn. Chắc nó sẽ ở gần đây thôi. Bị trúng tên như vậy, con muốn cũng chẳng thể đi xa được. Trúng tên của ta lại rơi vào bẫy của ta. Số mày đúng là không thoát khỏi tay ta được rồi, lợn rừng à. Mình đã về đấy ư? Mình cõng gì trên lưng thế? Mình xem nè, hôm nay tôi bắt được một con lợn rừng béo. Con lợn này béo tốt quá. Nhìn cái bụng nó tròn căng kìa. Mùa này có nhiều măng rừng nên chắc nó đã ăn nhiều mới béo được như vậy. Mình định làm gì với nó? Hay là chúng ta mang bán đi, chắc sẽ được giá lắm. Sắp vào đông rồi, tôi tính là làm thịt nó để trữ ăn dần. Mình vào chuẩn bị cho tôi nồi nước để tôi cạo lông rửa thịt nó. Rồi sang mời bác cả qua giúp tôi một tay. Con lợn to thế này, một mình tôi làm thì đến đêm cũng chưa xong được mất. Em biết rồi. Ngươi đừng cố dãy dụa nữa. Làm thế nào ngươi cũng không thoát được đâu. Thôi thì hãy chấp nhận số kiếp của mình đi. Trời ơi, ngươi đang khóc đó hả? Thật không ngờ loài vật như ngươi cũng biết rơi nước mắt nữa đó. Nhưng mà ngươi đừng có trách ta. Có trách thì trách sao ngươi lại sinh ra là kiếp con vật, để con người phải ăn thịt. Ta cũng chỉ vì mưu sinh mà thôi. Kiếp sau hãy làm người nha, mà là một người giàu có luôn đi. Không phải mang thân lợn sống chui rút trong rừng. Cũng đừng là một thợ săn nghèo hèn như ta. Chú ấy bắt được con lợn rừng to đến thế à? Thật hay quá. Trời ơi. Có chuyện gì mà chú thét lớn lên vậy? Trời đất ơi, không ngờ con lợn này đang mang thai bác ơi. Thảo nào nó béo đến vậy. Em sợ hết cả gai ốc. Vậy là hại chết cả con của nó rồi. Thôi, cũng là không biết. Với lại cái nghề thợ săn của chú đâu có tránh được việc giết hại con vật. Biết là thế, mà sao lần này em thấy ghê quá. Các ngươi hại cả con nít. Các ngươi đã sát hại quá nhiều con vật. Các ngươi sẽ bị trừng phạt. Không, không, xin đừng. Các ngươi không thể có con đâu. Các ngươi không thể có con đâu. Không. Mình làm sao vậy? Mình nằm mơ thấy ác mộng sao? Chúng ta mang tội lớn rồi mình ơi. Mình nói gì lạ vậy? Chúng ta tuy nghèo khó, nhưng xưa nay sống lương thiện, không làm hại đến ai, sao lại mang tội được? Không, chúng ta mang tội lớn lắm. Em vừa nằm mơ thấy thần núi hiện về trách mắng. Thần núi trách mắng gì hả? Sao? Chẳng lẽ chúng ta chưa có con là gì, đã mang tội làm hại nhiều con vật trên núi sao? Chắc hẳn là như thế rồi. Bao năm nay vợ chồng ta mong mỏi mà mãi vẫn chưa có một mụn con nào. Hóa ra là chúng ta bị thần linh trách phạt mà không biết. Vợ chồng mình mang nghiệp quá lớn rồi mình ơi. Trời ơi, tôi làm thợ săn, cốt chỉ mong kiếm được miếng ăn sống qua ngày. Đâu có ác tâm, càng không có ý mạo phạm thần linh. Nay thần núi đã hiển linh, vừa để trách phạt, nhưng cũng vừa để cảnh báo, cho vợ chồng chúng ta biết sự tình mà sửa chữa. Chi bằng mình thay đổi nghề, đừng săn bắt nữa mình ạ. Không làm săn bắt thì làm gì bây giờ? Nhà mình đã nghèo khổ rồi. Mình chỉ trồng trọt thôi. Vợ chồng ta có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Từ nay tôi sẽ chỉ ăn chay, tuyệt đối sẽ không động vào chút đồ tanh nào nữa. Có vậy mới mong xóa lỗi lầm mà thỉnh tội với thần núi. Tôi thấy mình nói phải lắm. Để chuộc lỗi lầm từ trước đến nay, từ ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị lễ cúng tạ tội với thần núi. Hy vọng vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Kể từ đó, người chồng chuyên tâm vào việc đồng áng cùng vợ mà không săn bắt nữa.
và ngày ngày chuẩn bị mâm cúng chay có hoa quả và hương án thỉnh tội với thần núi, hứa với thần không bao giờ ăn thịt nữa. Một thời gian sau. Hôm nay có món canh rất ngon, mình hãy ăn nhiều vào nhé. Mình sao vậy? Không hiểu sao mà mấy ngày gần đây em lại hay buồn nôn như vậy. Hễ thấy mùi đồ ăn là lại khó chịu. Sao tự nhiên lại vậy? Hay là mình bị bệnh rồi? Em cũng không biết, nhưng dạo này đúng là em luôn cảm thấy có chút mệt mỏi. Không được rồi, để tôi mời thầy Lan đến xem bệnh cho mình. Chúc mừng anh chị nhà có tin vui rồi. Thật vậy sao? Vợ tôi có thai rồi sao? Tôi làm nghề này hơn 30 năm, sao có thể nhầm được. Chúc mừng anh chị, nhiều năm vậy rồi, cuối cùng cũng có được đứa con đầu lòng. Chín tháng sau. Cố lên, mạnh thêm chút nữa, sắp được rồi. Cuối cùng, chúng ta cũng có con trai, nói dỗi rồi mình ơi. May mà ông trời cũng đã thương tình, ban cho chúng ta một mụn con. Thần linh cũng đã không còn trách phạt vợ chồng ta nữa rồi. Thật may mắn quá. Hai ta thành tâm như vậy, chắc chắn thần linh đều thấy. Vợ chồng mình sẽ nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt mình nha. Mình hãy cố ăn thêm đi. Em không muốn ăn nữa. Từ khi sinh con đến giờ đã hơn 2 tuần, nhưng sức khỏe của mình vẫn chưa có chút khởi sắc, người vẫn rất yếu. Phụ nữ sinh xong cần phải được tẩm bổ nhiều. Mình lại ăn chay, chỉ ăn chút cháo loãng với rau cỏ thì làm sao nhanh khỏe lại được. Hay là chiều nay tôi sẽ đi mua con gà về nấu cháo cho mình. Ê, không được. Chúng ta từng phát nguyện lời thề với thần núi rằng sẽ ăn chay suốt đời, giờ sao có thể nuốt lời được, thần linh sẽ quở phạt mất. Đó là lúc thường, nhưng bây giờ mình mới sinh con, cơ thể còn yếu, nếu không tẩm bổ thì làm sao khỏe lại được. Không được đâu mình, lời hứa với thần linh đâu phải trò đùa, mình không thể làm trái. Em không sao đâu, chờ qua tháng cử là sức khỏe sẽ khá lên thôi. Sao mình lại ở đây thế này? Ngài là... Ta chính là thần núi. Lại thần núi, con là người trần mắt thịt, đã mạo phạm người, mong thần tha lỗi. Ngươi không mạo phạm ta, là ta đã đưa ngươi tới đây. Ta biết vợ ngươi, kể từ sau khi sinh con, sức khỏe vẫn luôn suy yếu. Ta cũng biết chuyện ngươi muốn vợ tẩm bổ bằng đồ mặn, nhưng vợ ngươi đã từ chối vì muốn giữ trọn lời thề không sát sinh. Tấm lòng của hai ngươi ta đã chứng giám. Đội ơn thần núi đã thấu hiểu cho chúng con. Vì lòng chân thành của vợ chồng ngươi, nay ta chỉ cho ngươi một cách để giúp vợ ngươi mau khỏe lại. Hãy tới bờ biển và hái những lá rong mọc cạnh bờ đá về nấu làm canh cho vợ ngươi ăn, sẽ có thể giúp cho vợ ngươi sớm khỏe lại. Đa tạ thần núi đã chỉ bảo, con nhất định sẽ làm theo lời người. Mình nấu món gì mà sao lạ thế? Đây là món ăn do thần núi mách bảo đó. Thần núi mách bảo ư? Chuyện là thế này, đêm đó tôi nằm mơ. Sao mình lại ở đây thế này? Ngài là... Ta chính là thần núi. Lại thần núi, con là người trần mắt thịt, đã mạo phạm người, mong thần tha lỗi. Ngươi không mạo phạm ta, là ta đã đưa ngươi tới đây. Ta biết vợ ngươi, kể từ sau khi sinh con, sức khỏe vẫn luôn suy yếu. Ta cũng biết chuyện ngươi muốn vợ tẩm bổ bằng đồ mặn, nhưng vợ ngươi đã từ chối vì muốn giữ trọn lời thề không sát sinh. Tấm lòng của hai ngươi ta đã chứng giám. Đội ơn thần núi đã thấu hiểu cho chúng con. Vì lòng chân thành của vợ chồng ngươi, nay
ta chỉ cho ngươi một cách để giúp vợ ngươi mau khỏe lại. Hãy tới bờ biển và hái những lá rong mọc cạnh bờ đá về nấu làm canh cho vợ ngươi ăn, sẽ có thể giúp cho vợ ngươi sớm khỏe lại. Đa tạ thần núi đã chỉ bảo, con nhất định sẽ làm theo lời người. Tôi làm theo lời thần núi dặn, đi lấy rong về nấu canh cho mình ăn. Mình phải cố gắng ăn hết nha. Thần đã hiển linh mách nước cho tôi thì chắc chắn nó sẽ giúp cho mình nhanh hồi phục. Cha, canh ngon và đậm đà quá mình ạ. Em cũng thấy tươi khỏe cả người ra. Đó, tôi nói mà, chứng tỏ món rong biển này chứa nhiều chất bổ lắm. Mình cố ăn nhiều vô cho mau khỏe nha. Từ sau khi người vợ ăn món canh rong biển thì sức khỏe đã dần hồi phục, chẳng mấy chốc đã khỏe mạnh lại như thường. Người dân làng sau khi biết chuyện cũng tìm hái rong biển về cho các bà mẹ sau sinh ăn, và truyền thống đó vẫn lưu truyền tại Hàn Quốc cho tới tận ngày nay. Ngày mai hãy đến. Dạ, mời hoàng thượng dùng hoa quả ạ. À, ta đã dặn ông rồi mà, chúng ta đang di hành chốn dân gian, không được gọi như thế, kẻo lộ ra thân phận thì phiền lắm. Dạ, lão gia, tôi biết rồi ạ. À, xin lão gia thứ tội. Thôi, không sao, ta nhắc để nhớ thôi. Tiện khung cảnh nơi đây đang yên bình, ta muốn yên tĩnh đọc sách một lát. Vậy tôi xin phép ra ngoài, không làm phiền đến lão gia nữa ạ. Ừ, thế cũng được, khi nào có việc cần ta sẽ gọi. Ồ, đã hết trà rồi sao? Chỗ này hôm nay không phải nơi ông nên ở lại đâu, ngày mai hẳn tới. Xin ông làm ơn làm phước, bố thí cho kẻ hèn này ít tiền để về mua thuốc chữa bệnh cho mẹ già ở nhà. Hiện tôi đang bận, không thể giúp ông được, vì vậy ngày mai ông hãy đến. Ngày mai ư? Nhưng bệnh tình của mẹ tôi đang rất nguy kịch, tôi lại không thể đi xa được. Nhưng thực sự tôi đang rất bận, không có thời gian lo việc của ông đâu. Ông hãy mau đi đi, ngày mai hãy đến. Vâng, đành vậy, chào ông tôi đi. Mình còn đang phải canh chừng cho lão gia đọc sách. Ông ta cứ đứng đây nói sẽ làm kinh động đến người, lúc ấy người sẽ giáng tội ai chứ. Lão gia, sao lão gia lại ra đây? Có phải tôi đã kinh động đến ngài rồi không? Trà hết nên ta muốn lấy thêm thôi, có gì mà kinh động chứ. Ôi, sao người không gọi tôi để tôi lấy cho? Sao phải đích thân đi lấy làm gì ạ? Tại ta thấy người đang bận nói chuyện với người hành khất kia nên muốn ra xem chuyện gì thôi. Ôi, đúng là đã kinh động đến người rồi, tôi thật đáng chết, xin ngài tha tội ạ. Không sao, là ta hiếu kỳ nên muốn ra xem thôi. Thế có chuyện gì vậy? Mau nói cho ta nghe xem nào. Dạ, cũng không có gì đâu ạ. À, người đó muốn xin chút tiền bố thí, nhưng tôi đã bảo hắn ngày mai hãy đến rồi. Tôi không muốn hắn làm phiền, ảnh hưởng đến việc đọc sách của lão gia ạ. À, ngày mai hãy đến ư? Sao ngài lại cười ạ? À, thứ cho tôi ngu muội, tôi đã nói gì sai sao ạ? À, ta cười bởi vì ta vừa phát hiện ra một điều, rằng ông chính là một nhà tiên tri đại tài. Sau khi về cung, ta sẽ công bố cho cả thiên hạ biết, để mọi người coi trọng ông. Tiên tri đại tài ư? Sao người lại nói như thế ạ? À, tôi không dám nhận đâu ạ. À, chẳng phải vừa rồi ông nói với người hành khất kia rằng ngày mai hãy quay lại sao? Dạ, đúng là tôi có nói như thế ạ. À, làm sao ông biết ngày mai người hành khất đó vẫn còn sống? Làm sao ông biết ngày mai
ông vẫn ở đây để chờ người hành khất đó. Lão gia, người... Mà cho dù cả hai người vẫn còn sống đi, làm sao ông dám chắc được rằng ông vẫn còn ở vị thế cao hơn, có thể ban phát thứ gì đó cho người hành khất kia? Ông cũng làm sao biết người đó còn cần thứ gì đó của ông hay không? Còn nữa, làm sao ông biết hai người chắc chắn có thể gặp nhau vào ngày mai? Đó chính là lý do ta nói ông là nhà tiên tri. Bởi nếu không phải nhà tiên tri, làm sao có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra? Và ta muốn cả thiên hạ này biết điều đó. Tôi sai rồi, thưa lão gia. Tôi đúng là quá hồ đồ rồi. Mong lão gia tha tội cho ạ. Nếu đã biết sai thì hãy sửa sai đi. Nhìn dáng vẻ của người đó thì chắc là ông ấy cũng chưa đi xa được đâu. Dạ, vâng ạ. Thưa lão gia, tôi sẽ đi luôn đây ạ. Này ông ơi. Ông vừa nói với tôi là mẹ ông đang bệnh nặng, cần tiền mua thuốc gấp đúng không? Vâng, đúng thế ạ. Tôi đã đi cả sáng mà không gặp được ai giúp đỡ, chỉ có ngài thôi. Xin ngài hãy thương tình. Chân tôi đang bị đau, không thể đi xa hơn nữa, mà sợ đi xa hơn thì mẹ tôi lại không chờ được. Đây, tôi có chút tiền lẻ, ông cầm về mà mua thuốc cho mẹ. Cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều lắm. Ơn này tôi xin kết có ngậm dành. Mẹ con tôi đội ơn ông, xin hãy nhận của tôi một lại. Thôi, ông mau về mua thuốc cho mẹ đi. Chân đã như thế rồi, còn quỳ với lại làm gì? Hy vọng rằng mẹ ông sẽ chóng khỏe lại. Ông đúng là một người tốt, cảm ơn ông nhiều lắm. Làm tốt lắm. Dạ, đã để lão gia phải cười chê rồi, thật đáng xấu hổ. Ta chỉ muốn nhắc nhở cho ông nhớ một điều rằng, dù là bất cứ ai, chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chính vì thế, nếu có thể, hãy sống trọn từng khoảnh khắc. Chuyện gì làm được thì phải làm ngay. Người nào cần giúp thì phải giúp ngay, để không còn gì phải hối tiếc, phải ân hận. Dạ, lão gia dạy rất phải ạ. Tôi xin nghe theo ạ. Để tôi dìu lão gia về chòi và pha trà hầu lão gia đọc sách ạ. Được, nhớ là trà phải thật nóng đó. Sức mạnh của sự tập trung. Đây là toàn bộ những chứng từ liên quan đến vụ kiện của giám đốc công ty anh mà anh đã kêu tôi chuẩn bị. Anh Daiki, có cần thêm gì không ạ? À, vâng, cảm ơn cô. Những giấy tờ này sáng mai tôi sẽ xem. Tôi cố hoàn thành mấy hồ sơ này trước lúc tan ca, sau đó tôi còn có chút việc. Dạ, vậy tôi sẽ ra ngoài làm phần việc của mình. Thật là mong chờ tới cuối tháng quá. Tớ tính tháng này tổng thu nhập của tớ phải gấp rưỡi tháng trước. Nếu may mắn, chẳng mấy, tớ sẽ tích góp đủ tiền mua được cái chung cư tốt để đón bố tớ lên ở cùng. Cả ngày, bố tớ cứ vất vả vào cái trang trại hoa hồng dưới quê. Chúc mừng cậu, tất cả là do những nỗ lực của cậu thôi. Cậu tốt nghiệp đại học luật bằng giỏi, lại còn đi học thêm mấy nghề tay trái thế kia. Đúng là đa di năng quá, tớ rất khâm phục cậu đó. Tớ không ngờ, có nhiều kỹ năng lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Ừ, đó là điều đương nhiên mà. Tớ thấy cậu cũng siêu thật đấy. Cả ngày đã bận rộn giải quyết các vụ kiện tụng, tan giờ làm, cậu còn có thể tự tay vẽ bản thiết kế nội thất nữa. À, thì cũng do tớ có năng khiếu về mỹ thuật, nên trước có đăng ký thêm một lớp thiết kế. Tớ tin làm được nhiều ngành nghề là thế mạnh. Tớ đang suy nghĩ sẽ học thêm nhiều kỹ năng nữa, và điều này sẽ giúp tớ tiến xa trong sự nghiệp. Daiki, cậu chưa giao bản thiết kế đến chỗ ông Mitch chưa à? Một tiếng nữa ông ta lên máy bay rồi. Dạ, dân, em tới ngay đây ạ. Tại dự án này hơi khó nên em vừa mới vẽ xong thôi ạ. Thôi,
tớ cần đi ngay đây. Hẹn gặp cậu cuối tháng ta liên quan nhé. Chết tiệt, sao mày lại dở chứng đúng lúc này chứ? Mày có biết bản thiết kế này quan trọng với tao như thế nào không? Tao đã phải làm ngày làm đêm, thậm chí vì nó mà tao trễ nải cả công việc luật sư đó. Trời ạ, lại còn mưa nữa. Thời gian chỉ còn 30 phút nữa thôi. Chết mất, không kịp rồi. Chỉ còn cách đó thôi, mong là vẫn kịp. Tôi xin lỗi, tại xe hỏng. Tôi không ngờ cậu ta lại sơ suất thế. Đây là một lỗi hết sức thông thường mà một luật sư như cậu không nên mắc phải. Điều này có thể khiến chúng ta thất bại trong vụ kiện này. Trưởng phòng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ khắc phục và cố gắng hết sức. Dạo này tôi thấy cậu bắt đầu không chú tâm cho công việc nữa rồi đấy. Không thấy có vụ kiện nào với thành tích nổi trội cả. Còn sự việc lần này, tốt nhất là cậu nên tìm mọi cách để thân chủ của chúng ta chiến thắng. Nếu không, cậu nên nghĩ tới việc nghỉ phép không thời hạn đi. Tại sao tất cả mọi thứ đều như đang chống đối lại mình chứ? Chẳng có việc nào tốt đẹp cả. Cùng một lúc gặp phải đủ những phiền phức, bao rắc rối khiến mình thật mệt mỏi. Đại kia, tại sao hôm nay con lại có nhã hứng về thăm trang trại hồng thế này? Lại còn theo ta ra đây cắt tỉa cây, chẳng phải con đang rất bận rộn sao? Sao vậy con trai? Đây đâu phải là biểu hiện ngày thường của con. Sao con trầm ngâm vậy? Con cảm thấy mình là người vô danh, bất lực, không có gì nổi trội cả. Bố, con có xuất phát điểm tốt, có bằng đại học, hiểu biết nhiều nghề, con nỗ lực bằng 2-3 người khác. Nhưng sao tới giờ con 35 tuổi rồi, con vẫn không có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Đại Ki, ta hiểu rồi. Nào, đi theo ta, chúng ta tới vườn hồng đầu tiên. Nhưng bố, bố chưa trả lời câu hỏi của con. Cứ đi theo ta, rồi con sẽ có được câu trả lời mong muốn. Sao bố lại bảo mình ra vườn hồng đầu tiên làm gì nhỉ? Đó là khu vườn nổi tiếng nhất tỉnh, và nhờ đó bố mình nổi tiếng khắp vùng về nghề trồng hoa mà. Bố lại muốn nhắc đến thành công năm xưa hơn là để ý tới tâm trạng của mình sao? Bà biết không, ông Arata vừa được bí thư tỉnh có bằng khen nông dân xuất sắc đấy. Thật là ngưỡng mộ. Thế à? Ông ấy chăm chỉ với tâm huyết với nghề thế cơ mà. Cậu Đại Kỳ kìa, sao trông cậu ấy buồn buồn thế nhỉ? Con trai của người làm vườn xuất sắc và học đại học top đầu mà chưa có sự nghiệp thăng tiến gì cả. Rốt cuộc là do đâu mà mình trở nên như thế này nhỉ? Có phải thần may mắn đã không mỉm cười với mình không? Đại Kỳ, con nhìn xem, đây là hoa hồng to nhất, đẹp nhất của khu vườn này. Con có biết tại sao không? Chắc là bố mua giống mới đúng không ạ? À? Không, tất cả những cây hồng trong vườn này đều cùng một loại giống con trai ạ. À, con biết rồi. Cây hồng này bố đã tưới cho nó nhiều nước, với bón cho nó nhiều chất dinh dưỡng hơn nên nó mới rực rỡ hơn những cây xung quanh. Cũng không phải là do nguyên nhân này đâu Đại Kỳ. Trong vườn này, tất cả những cây hồng đều có môi trường sinh trưởng và điều kiện chăm sóc như nhau. Không phải do giống, cũng không phải do phân hay nước nhiều hơn. Vậy thì chỉ có thể là do đất chỗ này tốt hơn những chỗ khác thôi, đúng không bố? Con lại sai nữa rồi con trai. Đất ở vườn này đều cùng một loại đất cả. Đại Kỳ, con quan sát xem,
có phải cây hoa hồng này ít lá và ít nụ hơn những cây khác không? Dạ, đúng rồi thưa bố. Trong khi những cây khác nhiều lá xum xuê và nụ đếm không xuể, thì cây này chỉ có vài lá và một nụ. Nhưng như thế có nghĩa là sao ạ? Trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là ít nụ, ít cành và lá, vì ta thường xuyên tỉa bớt chúng đi. Vì thế, chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa, không bị phân tán đi nơi khác. Chính vì thế, nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn. Sự nghiệp cũng vậy, tập trung vào mục tiêu duy nhất, đam mê hết mình với nó, không quản ngại khó khăn gì nó, thì mới có thể thành công được. Nếu như con bị phân tán cả về suy nghĩ, sức lực và thời gian, thì mãi mãi chỉ như những cây hồng bé nhỏ ngoài kia thôi. Không phải ông cha ta có một câu, một nghề thì sống, đống nghề thì chết đó sao? Đến giờ con thật sự hiểu rồi thưa bố. Câu chuyện ngày hôm nay là bài học quý giá nhất cho con trong hành trang cuộc đời của mình. Con cảm ơn bố. Con đã biết mình phải làm gì rồi ạ. Bác nông dân và cái giếng. Ồ, con gà nhà ai đi lạc vào nhà mình thế này nhỉ? Lộc trời tự dưng đến nhà thế này, không hưởng thì phí quá. Đã vào tới nhà tao rồi, mày không nên để cánh dài thế này nữa đâu gà ạ. Bác Điền ơi, bác có thấy con gà trống nào đi lạc vào đây không? Sáng ngày ra tôi định cho gà ăn mà nó lại ra ngoài rồi chạy mất. Ồ, thế à, nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Từ lúc ngủ dậy tới giờ tôi làm gì thấy có con gà nào lạc vào đây đâu nhỉ? Ờ, con gà kia là... Đó là con gà khỏe nhất đàn gà tôi đấy. Ở đó bác xem, con gà nào nhà tôi cũng được cắt cục lông cánh, bớt lông bớt cánh, trông chúng nó nhanh nhẹn hẳn. Lão Điền này đúng là giáo hoạt. Rõ ràng lão bắt gà của mình rồi cắt lông cánh, vậy mà giờ lại nói là gà nhà lão. Cả đàn gà của lão, con nào cũng được cắt lông cánh thế kia, thì mình cũng không thể nhận đó là gà của nhà mình được nữa. Nếu ông đã không thấy gà nhà tôi, vậy thôi, chào ông tôi về. Vậy ông lại nhà nha. Có không giữ mất đừng tìm nha. Thế là ta có thêm một con gà to khỏe béo mầm rồi. Là cái giếng mình bán cho lão Hào đây mà. Lão này bỏ có ít tiền ra mua cái giếng kia nhà mình, lại được tha hồ dùng nước thế này thì mình lỗ quá. Ông Hào, ai cho ông múc nước từ giếng lên thế hả? Nước này đâu phải của ông. Ai cho ông tự tiện lấy nước từ giếng này lên dùng thế hả? Ờ, ông quên rồi sao? Chính ông đã bán cái giếng này cho tôi rồi mà. Tôi cũng đã trả ông đủ tiền rồi. Sao bây giờ ông lại cấm tôi lấy nước từ giếng? Tôi bán giếng cho ông, chứ có bán nước trong giếng cho ông đâu. Nước trong giếng này vẫn là của tôi. Nếu ông muốn dùng nước này, ông phải trả tiền cho tôi. Sao lại có chuyện lạ đời thế? Ông đã bán giếng cho tôi rồi, tôi phải được dùng nước trong giếng này chứ. Ông hay nhỉ? Tôi đã nói rõ là bán giếng cho ông, chứ có nói bán cả nước trong giếng cho ông đâu. Giờ ông muốn dùng nước, phải trả tiền cho tôi. Như thế là hợp tình hợp lý. Trời ơi, bà con ơi, phân xử giúp tôi với. Tôi đã bỏ tiền mua giếng nhà ông Điền thì đương nhiên được dùng nước trong giếng chứ. Nhưng giờ ông ấy lại lật lọng, nói nước trong giếng vẫn là của ông ta. Giờ còn bắt tôi trả tiền mới được dùng nước nữa. Ôi trời, sao bán cái giếng rồi còn đòi tiền mua nước là sao?
làm gì có chuyện như vậy chứ. Phải đấy, người ta cần dùng nước mới mua giếng. Giếng và nước là hai thứ đi liền với nhau, ai lại tách ra để bán như thế bao giờ. Đúng là tham lam quá, muốn lừa bịp kiếm thêm nên mới bày ra trò bán nước mà không bán giếng này đây mà. Thôi đi, chuyện của các người đấy à. Tôi thích bán giếng riêng nước riêng đấy, làm gì được tôi nào. Nếu ông đã không chịu nói đạo lý như vậy thì tôi với ông lên quan huyện nhờ quan phân xử. Đi thì đi, để rồi xem ai đúng ai sai. Xin quan phân xử giúp. Ông Điền đây đã đồng ý bán giếng cho tôi, nhưng nay lại lật lọng không cho tôi dùng nước trong giếng. Mong quan lấy lại công bằng giúp tôi. Dạ bẩm quan, tôi cũng mong quan phân xử giúp ạ. Ông Hào đây chỉ bỏ ra số tiền nhỏ, chỉ đủ mua cái giếng. Tôi đã đồng ý bán giếng cho ông ấy rồi, nhưng còn số nước trong đó sao có thể thuộc về ông ấy được ạ. Lão Điền, đúng là không biết nói lý lẽ. Bán giếng không bán nước, trên đời này làm gì có ai như lão ấy chứ. Ô dào, ở làng Hạ ai mà còn không biết lão Điền là người tham lam, bủng xỉn, lại nổi tiếng khôn giặc. Tội cho ông Hào, dây phải người như lão ấy mới phải ấm ức. Để xem, lần này quan huyện xử trí ra sao. Nhất định phải phạt nặng lão Điền, để lão chừa cái tật khôn vặt ấy đi. Thôi được rồi, mọi người hãy trật tự. Ta đã hiểu câu chuyện rồi. Ông Hào, ông đã mua giếng của ông Điền và đã trả tiền rồi đúng chứ? Dạ, phải ạ. Vậy thì cái giếng hiện giờ là của ông Hào, ông có quyền sử dụng cái giếng đó. Thưa quan, tôi chỉ bán cái giếng cho ông Hào thôi, chứ không bán nước trong giếng. Giống như khi bán nhà thì đồ đạc trong nhà vẫn là của người bán, còn người mua chỉ được phần vỏ của ngôi nhà thôi. Ông Hào mua giếng thì chỉ được phần vỏ của cái giếng. Mong quan xem xét cho. Ông nói cũng có lý đấy nhỉ. Như thế thì đúng là số nước trong giếng vẫn thuộc về ông rồi. Thưa quan, không thể như vậy được ạ. Xưa nay nước với giếng vốn là một thể, sao lại tách ra để bán riêng được ạ? Lúc mua giếng sao ông không nói là cần dùng cả nước? Như thế tôi sẽ bán cả nước cho ông. Bây giờ ông chỉ mua giếng thì nước vẫn là của tôi chứ. Muốn dùng nước ông phải trả thêm tiền là lẽ đương nhiên. Ông thật ngang ngược. Cả cái làng này có ai không biết ông khôn lỏi và hay giở trò loè người cơ chứ? Tôi ngang ngược sao? Vừa nãy quan huyện cũng nói nước trong giếng vẫn là của tôi rồi đấy nha. Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Bây giờ ta phân xử thế này. Ông Hào đã mua giếng, vậy cái giếng thuộc về ông. Còn nước trong giếng đó vẫn là của ông Điền. Ông Hào muốn dùng nước thì phải trả tiền mua nước. Đà tạ quan lớn ạ. Trời ơi, trời đất, có thể xử án như vậy sao? Thế này có khác nào là quan huyện tiếp tay cho những việc xấu? Tội nghiệp ông Hào quá, đúng là tiền mất tật mang. Quan huyện lại đứng về phía ông Điền ư? Còn đâu là công lý nữa? Thưa quan, mong quan xem xét lại. Tôi đã mất tiền mua giếng rồi, giờ quan phân xử như vậy thì tôi sẽ lại mất tiền mua nước nữa ư? Như vậy chẳng thà tôi không dùng nước nữa, tôi trả lại giếng cho ông Điền. Ông cứ bình tĩnh, ta còn chưa phân xử hết. Ta đồng ý số nước trong giếng vẫn thuộc về ông Điền và cái giếng thuộc về ông Hào. Ông Điền không được phép để nước của mình ở trong giếng của người khác. Bây giờ, một là ông Điền phải lập tức mang hết nước của mình ra khỏi giếng. Hai là nếu ông để nước trong giếng thì phải trả tiền thuê giếng cho ông Hào. Nếu ông không thực hiện một trong hai cách trên, bản quan sẽ trị tội ông. Chuyện này là sao hả quan lớn? Tôi thật sự không hiểu ạ. Ông có thắc mắc gì về phán quyết của ta sao? Dạ, tôi quan hô quan huyện. Quan huyện thật anh minh. Lão Điền dạy ông đập lưng ông rồi, tham lam cho lắm, giờ thì bị nghiệp quật rồi nhé. Những người tự cho mình là khôn ngoan, không kể đúng sai mà chèn ép người khác, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Chụp ảnh cưới với bà.
chị. Các em chịu khó ăn thật nhiều cỏ non vào, hay ăn cho mau chóng lớn, rồi cừu cho thật nhiều lông cừu nhé. Bà ơi, bà tính hộ cháu xem bầy cừu này phải cho chúng ta chừng bao nhiêu lông thì mới đủ tiền để mua vé máy bay về nhà cháu hả bà? Trời ạ, ta ra của bà hôm nay sao lại muốn bà tính tiền mua vé thế? Chẳng lẽ mới đến đây mấy hôm mà cháu đã nhớ mẹ muốn về nhà rồi sao? Dạ không ạ, cháu muốn ở với bà hơn. Về thành phố mẹ cháu toàn bận, không chịu chơi với cháu gì hết. Nếu như có nhiều tiền, bà có thể mua vé máy bay để thường xuyên tới thăm ta ra rồi. Cháu còn bé mà lém lỉnh quá. Thì ra cháu nghĩ lâu nay bà cứ ở lì ở thảo nguyên này, không đến thăm hai mẹ con được là vì bà không đủ tiền mua vé. Ừ, bà bỏ rơi ta ra đâu nào? Chỉ là cháu nhìn xem, những con vật cần được cho ăn mỗi ngày, nếu bà đi xa, chúng không tìm được đồ ăn và sẽ kiệt sức rồi bỏ mạng mất. Khi nào hợp tìm được người trông giúp nông trại, bà sẽ tới thăm ta ra nghe. Vâng ạ, nhưng mà bà phải nhanh lên bà nhé, cháu suốt ngày cứ phải thui thủi một mình buồn lắm ạ. Ta ra của bà hãy cố gắng học giỏi, sau này cháu kiếm được nhiều tiền, khi nào bà không thể qua thăm cháu được thì cháu lại thường xuyên đi máy bay đến thăm bà nhé. Lúc ấy mình sẽ đổi vai cho nhau. Dạ vâng ạ, cháu sẽ mua một chiếc máy bay thật to để chở cả bà và tất cả những vật nuôi này đến thăm nhà cháu. Chà chà, xem chừng chuyến bay trong tương lai này có vẻ đông đúc quá cháu ha. Được rồi, bà hứa mà, nhất định là vậy nha cháu yêu. Chắc chắn rồi ạ, cháu yêu bà. Tội nghiệp bé con, ba thì mất sớm, mẹ nó một mình nuôi con, bà ngoại thì ở xa như vậy. Có lẽ mình cũng nên thu xếp thời gian và công việc để lên với hai mẹ con chúng sớm hơn dự định một chút. Ta ra ơi, mẹ ở đây nè con. Mẹ, bà ngoại Stasia, bà lên từ khi nào thế ạ? Cháu nhớ bà quá. Bà lên bất ngờ thế này khiến cháu vui lắm ạ. Ôi, xem con kìa, ta ra, con bất ngờ lắm phải không? Bà vừa mới lên thôi con, vừa xuống nhà ga là bà ngoại đòi mẹ đưa ra cổng trường đợi con về luôn đấy. Bà cũng mong được gặp con lắm đó. Cháu lớn nhanh quá, thế là giờ đây ta ra đã là cô bé tiểu học rồi. Bà nhớ ta ra của bà quá. Cháu cũng rất nhớ bà. Cháu không ngờ việc đan lát lại tỉ mỉ, kỳ công như vậy đấy bà ơi. Trước đây nhìn bà và mẹ đan len, cháu cứ tưởng công việc ấy dễ dàng lắm. Không ngờ đan một chiếc khăn thôi cũng lại khó khăn thế này. Đan móc sẽ giúp cháu rèn được tính kiên nhẫn cháu ạ. Qua được bước đầu, cháu sẽ thấy công việc này rất thú vị. Cháu nhìn bà làm rồi học theo nhé, đơn giản lắm. Những năm trước, vào mỗi dịp này bà đều đến. Bạn bè cháu vô cùng ghen tị, vì sau mỗi dịp nghỉ đông, cháu đều có chiếc khăn mới bà đang cho. Hồi đó bà còn khỏe, nên năm nào cũng tới đây được. Mấy năm nay, bà thấy xương khớp hay nhức mỏi, cơ thể cũng yếu dần,
đi lại xa xôi là cảm thấy mệt. Bà sẽ làm cho cháu mấy cái khăn liền để bù cho ta ra nha. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bà. Đúng là lúc nào bà cũng chiều cháu, thương cháu nhất. Hai bà cháu nghỉ tay ăn hoa quả đi. Ta ra, tuy đã lâu bà mới đến, nhưng lát nữa con vẫn phải đi ngủ đúng giờ. Đừng bắt bà thức khuya để nghe con kể chuyện cả đêm nữa đấy. Vâng ạ, con biết rồi mà mẹ. Con sẽ chuẩn bị giường rồi cùng bà ngủ ngay đây. Chúc mừng con đã hoàn thành chương trình đại học với tấm bằng xuất sắc, con yêu. Bà và mẹ rất tự hào về con. Con cảm ơn bà, cảm ơn mẹ. Thời gian nhanh quá, mới ngày nào bà đến chúc mừng mẹ ta ra nhận bằng tốt nghiệp đại học. Ê thế mà đã đến lượt cháu gái nhận bằng cử nhân nữa rồi. Vâng ạ, thế là chẳng bao lâu nữa cháu có thể tự mình kiếm tiền từ một công việc văn phòng ổn định, có thể tự đi thăm bà bất cứ khi nào mà cháu muốn, mà không cần mẹ đi theo rồi bà ạ. Cái con bé này chỉ thế là nhanh thôi, con cũng biết lựa thời cơ để mặc cả lắm đi nha. Vài năm sau, Tara ơi, có người gửi quà cho em này. Chắc là áo cưới đi anh ạ. Ban nãy cửa hàng váy cưới vừa gọi cho em, không ngờ lễ phục của chúng ta lại được làm nhanh đến vậy. Anh Marvel. Ồ, không phải rồi. Một mô hình nông trại thu nhỏ ư? Đẹp quá. Đây chắc chắn là quà của bà ngoại gửi cho em rồi. Ở đây còn có một bức thư nữa kìa em. Em mau xem bà viết gì đi. Ôi, không. Không thể nào, không thể nào. Đây là quà cưới bà ngoại gửi cho em. Chắc là bà đã dành rất nhiều tâm huyết để làm ra nó. Nhưng điều em không thể ngờ là giờ đây bà đã không còn đủ sức để đi máy bay nữa, không đến dự lễ cưới của chúng ta được đâu anh ạ. Tara yêu quý của bà, cháu gái của bà đã trưởng thành, là một cô gái xinh đẹp tự tin. Biết tin Tara sắp lấy chồng, bà rất vui. Tuy bà rất muốn thăm cháu gái, nhưng bà đã bước qua tuổi 102, nên không còn đi nổi máy bay nữa. Bà chỉ có thể gửi món quà này và ở nơi xa chúc phúc cho cháu mà thôi. Bà luôn mơ về hình ảnh Tara trong bộ váy cưới và mỉm cười thật hạnh phúc. Bà thương Tara rất nhiều. Vậy là bà không thể tham dự lễ cưới của chúng ta sao? Thật đáng tiếc, anh còn chưa được gặp mặt bà bao giờ. Dù sức khỏe đã yếu dần đi, nhưng thi thoảng bà vẫn bay vượt 2.300 km để tới thăm mẹ con em. Như một thói quen, em cũng đã quen dần với điều đó trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Lâu nay em luôn bận rộn với công việc mà chưa từng một lần trở về quê thăm bà. Vậy thì ngay sau khi tổ chức hôn lễ, mình sẽ cùng đến thăm bà nhé. Ngày ấy sẽ tới nhanh thôi, em đừng khóc nữa. Không, em phải đến thăm bà trước. Bà đang ốm rất nặng, khó lòng qua khỏi. Mà đến tận cuối tháng sau, đám cưới của chúng ta mới diễn ra. Em sợ nếu còn chần chừ nữa thì sẽ không kịp đâu anh ạ. Vậy em định khi nào thì đi? Chắc phải đợi đến ngày mai em chờ lấy váy cưới rồi sẽ mang đến mặc cho bà ngoại xem. Em đang có suy nghĩ gì thế? Em định vi phạm quy tắc phết lúc sau. Không được ai có quyền mặc váy cưới trước khi hôn lễ diễn ra. Nếu không,
tình yêu của chúng ta sẽ gặp trắc trở. Đó là điều cấm kỵ đấy, ta ra ạ. Nhưng lúc này em không có nhiều thời gian để cân đo đong đếm xem việc ấy có hợp quy tắc không đâu anh Marvel. Bà chỉ có cháu gái duy nhất là em. Nếu không nguy kịch, bà sẽ không vắng mặt ở lễ cưới chúng ta được. Nhưng nếu cuộc hôn nhân của chúng ta có điều gì không hay, chỉ cần có tình yêu sẽ không có gì tồi tệ cả. Anh biết, nhưng nếu như mẹ không đồng ý để em đi, anh sẽ không ý kiến gì nữa. Và em hãy đi một mình nhé. Anh giận em sao? Không, nhưng chỉ mình bà thấy em mặc váy cưới trước buổi lễ là đủ rồi. Nếu anh cũng nhìn thấy trước thì lại càng tối kỵ. Con đến thăm bà ngoại là rất đúng, nhưng con mang váy cưới theo lại còn đòi chụp ảnh cưới với bà. Mẹ hoàn toàn không đồng ý. Con đã lớn rồi, đừng hành động như một đứa trẻ như thế. Ngay cả mẹ cũng không đồng ý với con. Mẹ rất lo cho bà, nhưng theo tục lệ, chú rể phải là người đầu tiên nhìn thấy cô dâu mặc váy trắng tại lễ đường. Điều con làm cũng không tôn trọng chồng con sau này. Tình yêu con dành cho Marvel vẫn luôn nguyên vẹn. Mẹ nhìn xem, bức thư bà viết cho con có những dòng mực loang lổ. Con biết bà đã khóc rất nhiều khi không thể có mặt ở đám cưới của cháu gái mình. Quy luật từ bao đời nay, hàng ngàn cô dâu đều phải thực hiện. Con không thể đánh đổi hôn nhân bằng một quyết định nông nổi. Nhưng trong số họ vẫn có những người bất hạnh. Họ vẫn ly hôn dù đã kiêng kỵ nghiêm ngặt. Đừng có chống đối nữa, nếu không con sẽ phải trả giá. Vì bà ngoại, con sẽ càng vô cùng hạnh phúc. Trời đất, ta ra dám lén bỏ đi trong đêm sao? Bà ơi, ta ra, cháu yêu của bà. Bà ơi, cháu đến đây rồi, cháu đến đây rồi bà ơi. Ta ra, đúng là cháu rồi. Bà nhớ cháu lắm. Bà đã đỡ nhiều chưa? Cháu không ngờ trông bà hốc hác lắm đấy. Cháu đau lòng chết thôi. Lâu lắm rồi bà cháu ta mới lại đi dạo cùng nhau như vậy. Bà nhỉ? Chỉ là lưng bà đã còng, còn cháu sắp chuẩn bị là cô dâu của người ta. Tiếc là thời gian tới bà không thể tận mắt chứng kiến giây phút quan trọng trong đời của cháu. Bà đừng lo lắng về chuyện đó. Bà ngồi đây đợi cháu một lát. Cháu có món quà này dành tặng bà. Ôi trời, làm gì mà ra vẻ bí mật thế chứ? Cháu đây ạ. À, cháu đã mang váy cưới đến để mặc cho bà xem. Chúng ta sẽ chụp ảnh làm kỷ niệm bà nhé. Tà ra của bà, cháu xinh quá. Nhưng hôn lễ còn chưa diễn ra. Ma vụ chắc chưa nhìn thấy cháu trong trang phục này đúng không? Tà ra, người đầu tiên nhìn thấy cháu trong bộ váy phải là Ma vụ. Anh Marvel rất tôn trọng quyết định của cháu bà, nên anh ấy sẽ đến đây để chụp ảnh cho bà cháu ta. Dạ, cháu chào bà. Marvel, sao cháu lại ở đây? Thưa bà, cháu không hề câu nệ nghi thức phết lúc và hoàn toàn đứng về phía Tara. Chỉ cần bà và Tara vui thì cháu cũng thấy vui ạ. Đó chính là hạnh phúc và ý nghĩa của hôn nhân. Cháu tin tưởng vào tình cảm của Marvel. Tình yêu của anh ấy sẽ mang đến cho cháu một đời hạnh phúc. Bà yên tâm bà nhé. Nhưng bà chỉ có một đứa cháu duy nhất. Bà không thể để xảy ra chuyện gì không hay với cháu được. Ta ra, chính vì cháu là cháu gái duy nhất của bà càng phải cùng cháu lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này bà ạ. Nếu không, cháu sẽ sống trong day dứt đến suốt đời này. Thôi được rồi, hai đứa không chịu bà thì bà chịu hai đứa vậy. Trời ạ,
Con bé ta ra ương bướng khó bảo này, mẹ gọi mãi mà nó không chịu nghe máy. Sao nó lại dám đăng ảnh chụp ảnh cưới với bà lên mạng xã hội cơ chứ? Bên đàn trai thấy thì sao đây? Phải giải thích thế nào với gia đình ma vồ đây? Họ có thể chấp nhận một đứa con dâu không lễ giáo như vậy không cơ chứ? Liệu có phải là ba mẹ của ma vồ đến không? Chào chị Xui. Chào chị Xui gia. Quả nhiên là họ. Chắc chắn họ đến vì bức ảnh kia rồi. Vâng, chào anh chị. Mời hai anh chị vào nhà. Sao cơ ạ? À? Anh chị không để tâm chuyện ta ra chụp ảnh cưới với bà rồi đăng lên mạng xã hội như vậy ư? Ta ra xuất phát từ tình yêu thương với bà. Hơn nữa, ma vụ con trai chúng tôi cũng đã đi cùng con bé đến gặp bà. Chúng tôi làm sao có thể chê trách chúng chứ? Chắc là chị chưa có thời gian xem phản ứng của cộng đồng mạng bên dưới bức ảnh này. Đã có hơn 1 triệu lượt chia sẻ và vô vàn lời chúc mừng, cảm động trước hành động phá vỡ quy tắc của con bé. Đó chính là tình thương chị ạ. À. Chúng ta không nên mang lễ nghi cứng nhắc vào cuộc sống, nhất là trong trường hợp này. Cảm ơn anh chị. Chỉ sau 27 ngày, khi Tara đến gặp bà ngoại cô mất, Tara nhận ra việc liều lĩnh bay 2.300 km để chụp ảnh cưới cùng bà là quyết định sáng suốt. Nếu cô do dự, sẽ không bao giờ có bộ ảnh kỷ niệm tuyệt vời đó. Để tưởng nhớ bà, Tara dán đầy hình bà trong lễ cưới của mình, như bà luôn dõi theo cô, luôn hiện hữu trong lòng mọi người. Nhiều năm sau, sau nhiều năm, bà Tara và ông Marvel vẫn sum vầy bên con cháu vào những dịp cuối năm. Họ cùng nhau tổ chức những bữa tiệc giản dị và thỉnh thoảng vẫn nhắc lại câu chuyện chụp ảnh cưới với bà ngoại Stasia năm nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!